Trong cái video này thì chúng tôi quay cái cấu tạo của cái cửa mặt tiền tầng trệt với hai lớp, lớp bên ngoài là cửa sắt không có kiến, còn lớp bên trong mới là cửa kính có kiến. Thì đây là cái tầng trệt này của một căn nhà có 3 tầng với sân thượng. Thì cái lớp cửa ngoài là lớp cửa sắt có bông sắt bảo vệ thôi, nó mở ra. Ở bên trong thì nó có một cái lớp cửa nhôm kín nó mở vào. Thì chúng ta theo phương pháp truyền thống thì ở cái lớp cửa ngoài này thì chúng ta có thể có những cái dạng khác như là cửa cuốn giấu lên trên bên trên cái đà lên tô cửa đó, hoặc là cái cửa kéo nó sẽ giấu lên, giấu vào hai cái tường hai bên cửa. Hoặc là chúng ta cũng thể có một cái trường hợp như này, chúng tôi đang giới thiệu trong video này, thì là cái cửa sắt thôi. Tất nhiên là mỗi cái loại thì nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm riêng, tùy theo cái sở thích của gia chủ thôi mà chúng ta lựa chọn. Cái lớp cửa trong này thì có thể là đây là cửa nhôm kiến, hoặc là cửa chúng ta có thể dùng cửa nhựa loại thép, hoặc là cửa gỗ, hoặc là cửa sắt kiến cũng được. Thì chúng ta lưu ý là cái khe hở giữa hai cái lớp cửa này thì nó phải đủ để mà nó không có bị, khi mà đóng lại thì nó không bị cắn cái tay vịn như này. Cái tay vịn của cửa trong á thì nó không có bị cắn với cái lớp cửa ngoài. Đây là cái khe hở phần tường cũng như là bên trên trần. Đây là cái mặt trong nhà. Thì cái cửa, cái lớp cửa trong thì hiển nhiên là bản lề, nó mở vào. Đây cũng là cửa bốn cánh, mỗi bên là hai cánh. Đây là cấu tạo của khung bao. Đây là cái chỗ cái khóa của cái cửa ngoài, chúng ta đóng lại. Chúng ta có thể lòn tay vào bên trong cũng được để mà khóa cửa, hoặc là chúng ta có thể khóa bên ngoài chỗ cái chốt khóa này. Đây là bên trên đầu cửa. Thì cái loại cửa này thì nó tương đối là nó đơn giản trong cái việc thi công cũng như là sử dụng, do là nó không có đòi hỏi các công nghệ cao cấp hiện đại. Và hiện nay thì nó cũng có những cái loại cửa 2:1, 3:1, thì nó đòi hỏi những cái chi tiết bản lề khóa chốt nên phức tạp hơn.